Thưa quý vị, chào các bạn. Bây giờ mình mới biết ra là cái chế độ lần trước mặc cái áo màu xanh lá ấy, là ở trong cái bộ phim trò chơi con mực gì đó. Rồi, lần này thì mình sẽ tiếp tục chơi chế độ bình thường nhé. Hiện tại là nó lại xuất hiện cái bản đồ đây nữa và đâu thế? Phải xuất hiện từ chỗ nào vậy? Bây giờ mình sẽ đi tìm chìa khóa nhá. Ở chỗ này có cựu xanh lá này. À, xanh dương. Sao mình lại nhìn xanh dương ra xanh lá? Trời. Chán ghê. Vẫn bắt được. Tầm đánh nó xa thế. Lúc mà mình làm ngoại không như tầm đánh mình được như vậy cả. Rất là chán. Gọi là ảo, nhiều khi nó lag các bạn ơi. Con kia nó thấy mình vẫn chưa rơi xuống, rất là khó chịu. Nhanh thế, mới gì chưa và chưa nhớ là tụi nó đã bị bắt vào rồi. Bó tay luôn. Và hai đứa bị bắt vào rồi. Trời, ném như vậy mà. Ném vậy mà không dính. Rất là khó hiểu. Rồi, thua rồi. Ném rất là tệ. Rồi, rồi, rồi. Chạy thôi. Đúng rồi, dụ dụ đi. À, tại sao có một mình bị sót lại chỗ này, té một tí nữa là thoát được rồi. Ok, ngon. Cái phòng màu đỏ là cái phòng mà mình vẫn chưa vào thôi, còn cái phòng mấy phòng khác ở trên đó chắc vào rồi nhỉ. Nên kia sao bị bắt lại thôi. Rất là muốn lên cứu thanh niên đó nhá. Nhưng mà thôi, đi về cứu cái bản thân trước rồi. Mở cái cửa ra trước. Đúng rồi, thoát trước. Chận rồi. Ở xuống đây thôi. Có người mở cửa bên kia rồi. Trước hết là mình một đứa nào đó thoát ra trước. Còn mình sẽ là đứa thoát ra. Chưa có đứa nào thoát ra hết. Thôi, thoát rồi. Ôi, nhân tiện thì bây giờ đây là khoảng tầm 4 giờ sáng rồi vậy. Mình tính. Mình tính ngủ một giấc rồi mới làm video. Mà ngủ quên luôn. Chạy. Ném không được rồi. Xa thế, mới vừa vào nó đã có ở đây rồi, rất là khó hiểu. Được cứu luôn các bạn. Mới vừa vào nó đã có mặt ở chỗ này ơi. Chẳng thể hiểu nổi. Hai chìa khóa rồi. Cậu giờ đi. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tạm thời mình xuống dưới á. Dạ rồi, sao tụi nó bị bắt nhanh thế? Ok, thấy là được rồi. Ôi. Nãy mình mở được cái cửa xanh lá bên trên rồi nhưng mà mình chưa vô được. Đợi chút nhá, để mình ở đây mình mở vài cái cửa đó rồi lên lại chứ đó. Bỏ rồi. Hai đứa bị bắt rồi. Alo. Đi đường kia lên đi.
Không thể bơ được, nếu mà bơ là thua luôn á. Đừng có đứa nào bị bắt nữa nhá. Có hết tất cả những cái chìa khóa để mở rồi. Cũng không tìm được cái bách nào chứ, mấy cây. Mình vẫn phải tìm cái bách, các bạn ơi, biết đâu mình sẽ tìm được hết tất cả những cái bách trước khi mà tụi cái đứa cuối cùng kia bị bắt bỏ vào trong lòng. Rồi xong. Có mình mới đâu chứ. Chẳng lẽ giờ mình lên đó để bị bắt? Oh man, nó xuống đây nó tìm mình các bạn ơi. Ok. Cái bách nằm dưới chỗ này nhá. Ok. Trước hết là mình thử thoát ra một mình nhé. Oh man, sao nó tìm ra mình rồi? À, rất là cay. À, rồi, chúng ta đến với một chữ khác. Yay. Chuyện này mình phải làm nữa. À, lại là cái map mà mình nói thật là mình cực kỳ ghét. Cái này ở dưới nó rất là khó để mà vào cứu. Ở dưới rất là khó vào để mà cứu được. Còn kia chắc là xuống kiếm chìa khóa một mình nó đi được không đây? Ở dưới đó có chìa khóa hay không? Ở dưới đó rất là thường có chìa khóa và cần bắt buộc phải xuống đó kiểm tra, mặc dù là dưới đó là cái ổ của cái bà ngoại, rất là khó. Chưa tìm được chìa khóa nào à, tụi này chậm thế. Bị bắt rồi. Ê, ném gì mà không trúng à? Sao lại đứng đó vậy? Nó chỉ đứng ở đó thôi nhưng mà cái áp lực quá mình không thể cao cứu được. Rồi hát rồi, tầm cực kỳ xa luôn. Tại như hát chịu rồi. Tầm xa kiểu đó là khỏi chơi rồi. Tầm của cái con hầu gái rất là xa nha. Nó đặt quá chân bậy luôn. Chìa khóa nằm ngay chỗ đó, thằng kia xuống đây để làm cái trò hề gì không biết luôn. Cũng ít nhất phải lụm được cái chìa khóa rồi đi lên. Rõ ràng là hồi nãy đâu bị bắt đâu. Rồi thua rồi. Đi lên ném. Ném. Ok. Giải cứu thành công rồi. Cứ tưởng là không làm được cái trò hề gì chứ. Nhặt được toàn bộ chìa khóa luôn mới hay. Đạt được bách luôn. Mình sẽ quay lại kia để cứu. Ok, cứu được luôn rồi. Lại có một đứa bị bắt. Đi tìm bắt đi. Chuẩn rồi, thoát ra một cách đơn giản rồi. Tất cả mọi người đã chạy thoát được. Mở cửa thôi. Kiếm cái bách cuối cùng đi mấy ông ơi, đừng có xuống đó nhanh nữa, thua bây giờ ấy. À, vâng. Thế là mình là người đã tìm ra cái cuối cùng hay sao ấy. Tuyệt vời.
Tôi đây rồi, mình rất là bóng bậy. Hãy cứu cho tất cả mọi người thôi. À, cái đường nào để đi qua chỗ đó thôi. Ok, thoát luôn rồi. Tuyệt vời. Bye bye. Bye bye. Mình đang vào chỗ đó luôn. Ủa, đây là cái chỗ khác luôn. Cái chỗ này là nó khá là an toàn ở cái giai đoạn mở đầu. Không có chìa khóa trong đây. Đứa nào đó đã nhanh chóng nhặt được chìa khóa của Thanh Dương. Rất là hay. Họ ném như vậy mà cái mặt nó đừng ra đó luôn, ném mà không dính. Hay. Rất là tuyệt. Nó đi tuần ngay đúng cái chỗ của mình luôn mới đâu chứ. Mình mới chỉ vào cái cửa Thanh Dương thôi. Rồi thêm một đứa bị lụm vào cổ vào chuồng heo rồi. Cứu đi bạn ơi, đây là cái thời cơ tốt nhất, không có cái thời cơ nào tốt hơn cái đoạn mở đầu nữa. Để em cứu. Mày tự ra đi đi đi, đắt thêm cứu luôn. Mình nghĩ là cái kiểu này là thế nào cũng tôi thôi. Nếu mà nó vào đó trước là để mới ưu tiên cái gì trong đây mà không quyết. Rồi. Sao lại không có cái gì trong đây hết vậy? Mà hầu như đã mở cửa chơi rồi đúng không? Vậy thì xuống dưới chỗ này thôi. Ở phần bên kia thì mình không biết. Trời, cửa mở nhiều thế mà nó không có một cái vách nào à. Hay thế. Như vậy ngược lại còn hay á. Chưa có chìa khóa xanh lá à. Ok, đúng lúc có luôn. Đúng lúc mình đi tới là có. Ok, bác thứ hai. Tuyệt. Ôi, nhanh rồi. Chữ này cực kỳ lẹ. Lại như vậy nữa chứ. Đúng lúc cái hướng mình đi là nó cam rồi đó. Cam đi. Nếu gì đường. Có người thoát ra rồi kìa. Đúng không? Cửa này chắc là không có ai đâu. Vậy có đứa ở đây luôn rồi. À, có đứa mở cửa bên kia rồi. Nhưng mà mình chưa thoát ra được. Nhanh lên. Để xem là cái cửa này mở trong vòng bao nhiêu giây đây. À rồi, không kịp rồi. Nhanh lên, cố lên, mở cái cửa đi. Hey, trận này là chỉ có 5 đứa bên người thôi. Chưa hết là thấy lỗ rồi. Bên ngoài là bị mất một. Bên này ít đứa nào là bên ngoài nó lợi đứa đó. Rồi. Mình bây giờ đã biết được chìa khóa nằm đâu rồi. Nhưng mà trận này mình chưa đi lên trên. Không có chìa khóa ở đây. Ở dưới ngoài bên chỗ mà cái chỗ đây, để mình đi ra đó để dễ giải thích hơn. À đây đây đây, cái chỗ bên ngoài này có chìa khóa nhiều lắm này. Cha thử xem. Có. Đứng đó làm gì cha? Chỗ ngoài này cũng có khả năng có chìa khóa này. Có. Đứa nào bị bắt lại nhanh thế. Mình sẽ tạm thời vào những cái cửa để mở hết đi rồi tính tiếp. Không có đứa nào chịu mở cửa, toàn đi giải cứu không cho nên bị bắt vào. Đây là cổng thoát. Ở bên đây đúng. Thỉnh thoảng kiểm tra được cái sự hiện diện của tụi nó là sao đây. Ok. Nãy giờ chưa thấy cái bách nào cả.
Rồi đó, lần này bác nằm trên nhá. Mình vẫn tin là chỗ này, ở dưới này có cái gì đó. Đi hết tất cả những thứ ở chỗ đây cái đó. Tiếp theo, lần này mình sẽ là người giải cứu mở cổng. Nãy giờ chỉ toàn nhặt được đá thôi, chỉ có đá là tăng lên thôi, ngoài ra chẳng có gì hết. Thằng tiện mình lên trên luôn. Ok, cũng may là mình đi xuống nhá, bởi vì mọi người nói chung là đã mở hết cửa rồi, mình lên trên đó để làm cái gì nữa. Quay gại được có vài chỗ này nhá, chỉ riêng cái chỗ này đừng có vào nhá. Ừ, đúng rồi. Quay! Quay! No! No! No!